Thành phố Hồ Chí Minh giảm 456 ca, thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 749 ca, thấp nhất trong 1 tháng qua. Trong ngày có thêm 1.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 804.664 ca. Theo Bộ Y tế, tính từ 17 giờ ngày 22 tháng 10 đến 17 giờ ngày 23 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.361 ca ghi nhận trong nước, giảm 616 ca so với ngày trước đó tại 47 tỉnh, thành phố, có 1.332 ca trong cộng đồng. Ca mắc ở Thành phố Hồ Chí Minh thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 456, Đắk Lắk giảm 266, Sóc Trăng giảm 148. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Đồng Nai tăng 188 ca, Tiền Giang tăng 95 ca và Bạc Liêu tăng 47 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.422 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 884.895 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 898 ca nhiễm. Riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay ghi nhận 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 90.829 ca xét nghiệm cho 184.542 lượt người. Về tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 10 có 1.660.581 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 71.889.209 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.